Anh tập hợp bọn em lại đây chơi trò gì vậy? Mấy em thi xong rồi, giờ anh quay phim tới tối cũng được nữa. Các bạn có biết đây là xe gì không hả? Ủa bữa hôm em thấy anh có một chiếc mà, bây giờ sao có một chiếc nữa? Vậy là anh này hôm bữa coi video không kỹ rồi. Rõ ràng hôm bữa mình có nói là mình sẽ đặt ở trên Asan thêm một chiếc nữa, để làm một cái video đại chiến xe nhảy bên kênh Tony TV đó các bạn. À, không nhớ gì trơn vậy. Giờ mình mở xe mở ra nha. Mình đã đập hộp sẵn luôn rồi, giờ lấy ra đi. Đây, chiếc xe này có mấy trăm ngàn hả bạn. Đặt hàng trên asan.vn á. Cái đường link để mà mua sản phẩm này nè, mình có để phía dưới phần link mô tả nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua, các bạn vào trong đó nhắn vào cái link đó, mua đặt hàng là người ta sẽ giao hàng tới nhà luôn. Cầm này nhét vô giùm cái coi. Giờ muốn hoạt động thì mình phải nhét pin vào nha các bạn. Hai cục pin này mình đã sạc từ tối ngày hôm qua tới sáng ngày hôm nay rồi đó. Trời ơi, ghi mạnh vô. Đây, trái đèn rồi đó. Nhét xong. Nhét giờ lấy cái này đút vào cái lỗ đít của nó. Ây da, cái lỗ đít nó sao mà bóp vậy, nhét hoài mà không vô. Sau khi lắp pin xong, mình sẽ cho thời gian các em ở đây là khoảng 2-3 phút để cho mấy em điều khiển làm quen với hai chiếc xe này nhé mọi người. Rồi chúng ta mới bắt đầu tiến vào thử thách. Thử thách gì vậy anh Vinh? Chút xíu nữa mấy anh Cưng sẽ biết. Bây giờ 2 phút thử máy bắt đầu. Điều khiển chạy lòng vòng đi. Nó có bị đâu, có bị trùng sống với nhau đâu. Đúng rồi. À, chiếc xe này của ai điều khiển đây? Tiểu Phương. Tạo Tiểu Phương nhảy dữ ha. Giờ bọn em điều khiển gành này đó, thử thách là gì anh nói đi. Dòng đầu tiên cho chiếc xe nhảy này mang tên vượt chướng ngại vật. Trời ơi, nãy giờ em tưởng đâu trò gì cao siêu lắm thì ra là vượt chướng ngại vật. Mình đã mới chuẩn bị 3 thùng bánh Marimba đây các bạn. Bánh Marimba hả, em lấy được có vài hộp, ăn không sướng miệng chút nào luôn á. Cho nên lần này mình đã chuẩn bị thêm 3 thùng bánh nữa. Wow. Nói thiệt chứ đâu có nói sợ các bạn không, 3 thùng. Rồi, nè, rồi được rồi, được rồi. Khoe với khán giả nhiều đó thôi. Để đây thì cái vòng 1 này mỗi lần chơi sẽ là một cặp nó, và người nào vượt qua được chướng ngại vật tiến về đích sớm nhất, người chiến thắng đó sẽ được 3 hộp bánh Marimba. Bắt cặp đi mấy đứa. Em với chị Phương là một cặp. Ừ. Em với anh Tâm là một cặp. Đứng gần gần lại coi, cặp gì đâu mà kỳ vậy. Em với anh là một cặp. Ừ. Em với Mộc này nè, cặp. Rồi nè. Cặp nào muốn thi đấu trước đâu? Em chơi trước đi. Bắt đầu là ở đây chúng ta sẽ vượt qua lạng lại xen kẽ các viên gạch với nhau, giống như là lái xe ba tiên vượt chướng ngại vật. Quá dễ các bạn ơi. 1, 2, 3 bắt đầu. Vô. Điều khiển đi. Cố lên. Quá coi. Ở bên này lạng quá, bên này lạng quá. Chiếc xe màu đen đang dẫn trước. Đúng rồi. Vượt quá, vượt quá, vượt quá. Trời trời, sao điều khiển khó như vậy? Thử đây nha. Đây là 3 hộp bánh dành cho người chiến thắng nha các bạn. Tới cặp thứ hai. Em. Mời A Đại và anh Thành Ngáo bước vào vị trí đi. Rồi. Để bấm cái camera, cái có gì làm chứng, không có đứa nào ăn gian nha mọi người. 1 2 Ôi, Đại, anh nhìn chưa đến tới bom mà làm gì mà sức khoái tụi. Tụi yếu, tụi sẽ thua. Đó, nó nhảy ra kìa. Lẹ chiếc xe đen hay chiếc xe trắng đây? Vượt quá, đúng rồi. Xe đen này của ai vậy? Bị dướng con gạch rồi. Trời đất quỷ thật ơi. Chạy chạy dướng con gạch hoài sao nó qua trời. Vượt chứ ngại vật chứ không phải là xe nhảy nha. Trời ơi, hai nãy làm cái trò gì vậy? Nhảy đi con, nhảy đi con. Vào này, đạn quá. Go, xe đen nó giành chiến thắng. Cặp thứ ba là tới mình và chị Phương chiến đấu rồi các bạn ơi. Rồi bạn tiên sát sử dụng chiếc xe màu đen và bạn Phương là chiếc xe màu trắng. 1 2 Quét. Chạy. Lạng quá lạng quá, bên này lùi lại. Thánh thần ơi, hai đứa này điều khiển xe giờ thấy mắc tức thiệt chứ. Chiếc xe màu trắng đã sắp giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Lạng quá bên này. Thắng rồi. Yeah. Cảm ơn chị Dương. Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa Vũ Thanh và A Ngọc. Cái tướng ngồi của Vũ Thanh y gan nằm bài vậy trời. Anh kia làm ơn anh ngồi vậy đi, anh đừng có nằm nữa. Chuẩn bị nha. 1 2 Quyết. Chạy đây. Quá kéo rồi, vượt qua rồi. Xe màu trắng đang vượt qua với một tốc độ rất là kinh khủng. Đúng rồi, quá kéo rồi. Quá khéo luôn rồi.
cảm ơn Vũ ơi. Ngọc mỗi ngày chơi khéo lắm mà sao vô đây bị tâm lý gì vậy, chơi không có được. Ngọc cho mày hộp này Ngọc. Cảm ơn. Vượt qua vòng thứ nhất thì có 4 thí sinh đã bị loại rồi các bạn ơi, 4 thí sinh đâu? Đây, 4 thí sinh này từ đây tới cuối video sẽ đứng bên ngoài làm khán giả nha các bạn. Còn đây là 4 thí sinh chiến thắng. Bắt cặp với nhau đi. Bắt cặp với nhau để tiến vào vòng thứ hai nha mọi người. Đâu, đứa nào? Em với Tiết Vương. Thằng này nhục quá vậy. Đúng rồi. Anh nhờ mấy đứa cưng đây thắt cho anh 4 sợi dây thun. Anh kêu thắt dây thun làm gì vậy trời? Anh kêu mày thắt thì mày thắt đi, hỏi chi nhiều. Nãy làm gì trời? Sao kỳ vậy? Nãy giờ thắt hoài mà thắt không được. Cái nữa rồi. Nãy anh cũng đang suy nghĩ cái cưng đang làm gì nè. Rồi làm gì đó. Thôi làm gì trời? Không có vô. Thanh niên bụ có một cái cũng hung cũng không xong nữa. Mấy đứa dọn dẹp giùm anh mấy cái cục gạch này đi. Hai cái lon nó cưng để ở đây cho anh. Ờ, bên này nữa nè. Một lon nữa. Tự nhiên để chai ở đây làm gì vậy anh Vinh? Một cái lon như thế này mình sẽ trồng 2 sợi dây thun. Đưa anh thêm sợi nữa. Ở đây. Đấy. À, buộc ở cái đầu bên kia lên. Cao lên, đó, đâu rồi. Sắp cao để mình ngu. Evaporating your bindings, move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Pull them right push through the atmosphere. This is your. Giờ mình sẽ nêu quy tắc ở cái vòng thứ hai này cho các bạn rõ nha. Thí sinh chọn chiếc xe màu trắng sẽ đứng ở bên cái hướng bên tay trái. Chọn chiếc xe màu đen sẽ đứng phía bên tay phải để mà điều khiển. Hai chiếc xe lần lượt nhảy qua từng cái chướng ngại vật ở đây nhớ. Đừng có nói với em lỡ làm ngã cái hộp là thua nha. Ây da, sao dùng hai này gắt quá vậy. Và cuối cùng là chiếc nào lọt vào trong cái hộp này trước thì đó chính là người chiến thắng. Trận chiến bán kết bắt đầu. Thôi đi con ơi. Nhảy đi. Wow, chiếc xe màu đen đã bắt đầu rồi. Xe màu đen đã bắt đầu rồi. Tiếp tục nhảy qua đây. Wow, quá khéo. Nhảy qua, nhảy qua. Quá khéo rồi. Xe màu đen của Tiểu Phương đang dẫn đầu với một tốc độ rất kinh khủng. Quá khéo léo. Còn đây là chiếc xe của anh Thành Ngáo. Liệu anh ta đang làm cái trò gì vậy hả? Chiếc xe chắn của anh Thành Ngáo. Nhảy qua Thành Ngáo ơi. Vâng. Chiếc xe màu đen đã gần tới. Sao con Phương này nhảy nhanh dữ ta? Bây giờ là giai đoạn căng thẳng nhất. Liệu chiếc xe màu đen và chiếc xe màu trắng này. Wow. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, chạy có một chút xíu nữa thôi các bạn. Anh Thành Ngáo ban đầu đã bị chị Tiểu Phương dẫn trước một khoảng cách rất là kinh khủng. Nhưng chúng ta thật không ngờ đến giây phút cuối anh Thành Ngáo lại có thể chuyển bại thành thắng một cách kinh khủng như vậy. Thành viên tiếp theo là ai đây? Mời anh Vũ Thành và anh Tâm Gia Đen. 1, 2, 3 bắt đầu. Chiếc xe màu trắng là của bạn Vũ Thành. Nhảy qua rồi. Vâng, anh Tâm Gia Đen cũng đuổi theo sát nút. Tiếp tục. Nhảy đi. Vâng, chiếc xe của anh Vũ Thanh đã vượt qua được rồi. Quá khéo rồi. Liếc lên. Trời ơi, nhảy cái gì vậy? Mắc kẹt luôn rồi. Nhảy. Vâng. Vũ Thanh này sao nhảy nhanh quá ta? Nhảy vào trong cái hộp. Cuộc chiến thứ hai diễn ra giữa bạn Vũ Thành và anh Tâm Gia Đen. Chúng ta cũng đã tìm ra được người thắng cuộc, đó chính là bạn Vũ Thành. Chúc mừng bạn, một tràng pháo tay đi. Rồi. Anh định nghĩ ra trò chơi gì cho bạn em đi. Giờ mình sẽ xếp thành cái hình kim tự tháp cho thiệt là cao lên. Cao lên nữa. Tự nhiên đây có lỗ kẻ làm gì trời? Nó để cái gì? Rồi. Cao lên. Đây bánh tới đây. Bánh thì vô tư luôn. Đã đến giây phút gay cấn nhất trận chiến chung kết giữa Thành Ngáo và Vũ Thanh. Liệu ai sẽ muốn thi đấu đầu tiên hả? Em cho chú cho phần thưởng của giải nhất và giải nhì được cái gì vậy? Giải nhất sẽ được chiếc xe siêu xe máy điện và giải nhì là một bộ Lego Classic. Hả? Có anh ăn bánh mà đinh bò chúng xe máy điện và bộ Lego rồi hả? Có trúng không nha? Giờ anh thử lấy chiếc xe đó cho bọn em coi ơi.
Hiện tại là chiếc xe máy và bộ Lego người ta chưa có chuyển về các bạn, nhưng mà đảm bảo với các bạn là 3 ngày nữa là hai cái món đó sẽ được gửi tới đây. Và khi đó anh sẽ mời người chiến thắng đi tới đây để nhận thưởng. Để tao coi mày làm ngã được bao nhiêu hộp ngáo. Chạy ngáo ơi. Nhảy. Trời ơi. Ngã được có 1, 2, 3, 4, 5 hộp rồi các bạn. Quá gà gà ngáo ơi. Các bạn vô thăm. Mời mấy bạn trong tài chắc lên lại giúp anh đi. Đấy, chắc lên lại. Ôi. Rồi, bây giờ tới bạn Vũ Thanh. Vũ Thanh đâu rồi? Chạy. Chạy em Vũ Anh ơi, tôi cũng tưởng mày đó. Coi coi Vũ Thanh sẽ làm ngã được như hả? Vũ Thanh có 2 hậu các bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy vậy? Quá nhiều luôn rồi. Chúc mừng bạn Vũ Thanh, bạn ấy đã giành được giải vô địch. Video trận chiến xe nhảy cốc của mình đến đây kết thúc rồi nha các bạn. Thì chúng ta cũng tiện mà được người chiến thắng sau cùng để không ngờ là bạn Vũ Thanh. Đó, còn riêng gì chiếc xe nhảy cốc này? Ủa mời chiếc xe nhảy cốc này á thì ở dưới đường link mô tả nha các bạn. Phiên bản bánh Mario Boy lần này có rất là nhiều giải thưởng. Một phần là bánh nó ngon, bạn có thể chơi xếp hộp được, mà đồng thời có thể săn lùng quà thưởng được nữa. Rồi riêng về chiếc xe nhảy cốc, ai có nhu cầu mua thì vào asan.vn mua ha, đâu đó nói cho rõ ràng luôn. Rồi còn riêng về cái kênh Kid Thảm Rài thì ra video mới các bạn sẽ không thể nào nhận được thông báo để vào xem như lúc trước được nữa. Là bởi vì đó là một cái chính sách mới của YouTube, cho nên bây giờ nếu bạn nào mà muốn xem video của Tony TV mình á thì bạn phải chủ động vào YouTube, các bạn vào gõ là Tony TV mới nhất rồi bạn vào đó bạn xem thôi. Và đồng thời mình cũng có một cái kênh bên kia, đó là kênh Tony Vlogs. À, bạn vào bên đó đăng ký kênh này giúp mình luôn nha. Sắp tới là mỗi tuần mình sẽ ra từ 1 tới 2 cái video bên kênh mới này. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye. Nếu bạn thấy video này hãy cho một like, một share và nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Qua đây làm gì em Vinh? Vũ Thanh đâu rồi? Ủa Vũ Thanh nhà là ăn cơm xíu quà. Qua bên này nhận hàng chứ làm gì. Hôm bữa là mình đã đợi đúng 4 ngày sau hàng bên ban tổ chức người ta mới gửi về tới nhà mình các bạn. Đây là một bộ Lego Classic dành cho anh Thành Ngáo. À, bây giờ mình sẽ đập cái hộp chiếc siêu xe máy điện này ra cho các bạn coi nha. Chút xíu nữa Vũ Thanh qua đây thì mình sẽ trao cho em ấy chiếc xe này nha. Ủa mình lắp chi vậy? Xe của Vũ Thanh thì để cho nó tự lắp đi. Có nhiều bạn hỏi sao mà ăn bánh Mario Boy mà không thấy cái thẻ bên trong. Có nghĩa trong hộp có thẻ là trúng, còn trong hộp không có thẻ là không trúng rồi đó. Còn cái chuyện trúng cái gì á thì bạn phải coi cái hình này nè là bạn mới biết được. Chiều nay mình và Thành Ngáo sẽ đi gửi mấy cái thẻ này tới ban tổ chức của bánh Mario Boy để đổi thưởng tiếp nha các bạn. Khi nào cái chiếc siêu xe ô tô điện này nó về tới nơi thì mình sẽ đập hộp chiếc này ra quay phim up bên Tony Vlog cho các bạn xem. Khoảng bao xa vậy chị? Cả cây số á. Thằng này hầm cứt heo gì thúi quá vậy? Coi chừng đạp cứt heo quá nha. Chưa tới vườn vú sữa là đi dọc đường thấy vú sữa quá trời luôn rồi các bạn ơi. Tạng mới tới đây thôi mà vú sữa đầy đường rồi nè các bạn. Công nhận sữa ngon thì các bạn ơi. Trời ơi, đang ăn vú sữa còn rớt lên đầu nữa, đúng là chết thiệt. Hai chai nhỏ xíu phía dưới nè. Giật cái là đứt liền. Vô. Hai chai nha các bạn. Núp phía sau cái cây sao thấy được. Cây này khó. Rồi được rồi, anh Vinh ơi. Được anh Vinh ơi. Được rồi, giật. Mạnh lên Vinh ơi.